Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn các cái nội dung như sau. Tức là trong phần bài này chúng ta sẽ tạo các cái hình chiếu từ các cái chi tiết mà chúng ta từ những cái bộ mua, kể cả những chi tiết và những cái bộ van mà chúng ta lắp ghép ở trong phần trước. Và chúng ta sẽ thực hiện cái chuyện là chúng ta tạo các cái kiểu kích thước, chúng ta tạo khung tên, chúng ta tạo khung bản vẽ để chúng ta có được cái bản vẽ đó. Và tạo các cái hình chiếu 2D từ cái mô hình 3D của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xoay sang cái phần mô hình Inventor mà chúng ta thấy ở trong cái phần trước. Thì trong phần bài trước quý vị các bạn thấy là chúng ta đã lắp ghép cái đối tượng của chúng ta thành một cái bộ giống như thế này. Đó, bây giờ chúng ta có thể là nếu mà chúng ta để hai cái mặt phẳng làm việc ở chỗ trên cái mô hình của chúng ta như vậy á, thì nó có thể là nó làm cho chúng ta thấy hơi bị rối. Cái mô hình đó nó hơi rối. Thì bây giờ thì thay vì chúng ta cứ lần lượt là chúng ta chọn cái mô hình này nè, đó, rồi chúng ta lại lít chuột phải, chúng ta chọn Open hay là chúng ta chọn Edit, mà cứ làm giống như phần bài trước rồi tôi hướng dẫn quý vị các bạn. Tức là chúng ta đi từ trên xuống, chúng ta cứ mở dần dần đến cái chi tiết đó. Tức là mở từ cái bộ này, chúng ta mở cái cụm lắp ghép, sau đó là chúng ta lại tiếp tục mở ra đúng cái chi tiết đó. Thì bây giờ chúng ta làm đơn giản hơn, chúng ta mới nói là chúng ta lít chuột trái ra cái vùng đồ họa ngoài này nè. Đó, dùng họa màu xanh ở đây, chúng ta lít chuột trái ra đó. Ta bỏ cái, để cho nó giấu cái trình đơn cảm ứng đó đi. Bây giờ chúng ta mở riêng cái nắp ha, chúng ta lít Open ở đây nè, đó, chúng ta lít vào Open. Chúng ta chọn ở trên cái hộp thoại Open này nè, chúng ta chọn đúng cái nắp. Chúng ta chọn cái nắp đó, chúng ta click Open cái nắp đó. Đó, quý vị các bạn thấy là cái nắp mà chúng ta tạo ra hồi nãy nó có hai cái mặt phẳng làm việc. Cái chi tiết này á, nó không có những cái lắp ghép khác lên đây thì nó nhìn nó cũng khá là đơn giản. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta giấu hai cái mặt phẳng làm việc đó đi để cho nó mô hình chúng ta đơn giản hơn. Chúng ta mới rê chuột lên cái mặt phẳng làm việc đây nè, cái quạt len đó, ta lít chuột phải. Chúng ta thấy từ trên cái trình đơn cảnh ứng này, một là chúng ta có thể delete nó, xóa nó. Hai là chúng ta tắt nó bằng cách là click bỏ cái dấu duyệt ở cái mục là visibility, tức là cái đặc tính hiển thị của nó, ta click chuột vào đó. Chúng ta giấu được cái mặt phẳng và chúng ta làm điều tương tự cho cái mặt phẳng thứ hai. Đó, quý vị các bạn rê chuột sang đây, click chuột phải, chọn tiếp visibility ở chỗ này. Và như vậy thì chúng ta làm gì? Chúng ta lưu lại chi tiết này để chúng ta xem cái mô hình chúng ta được cập nhật. Chúng ta mới di chuột sang đây, chúng ta lưu cái chi tiết đó lại. Đó, những cái thay đổi trên cái chi tiết cái nắp này nè, nó sẽ được cập nhật ở trong cái mô hình sau cùng. Đó. Sau đó chúng ta mới đóng cái bản vẽ này lại. Chúng ta di chuột lên cái mũi tên ở bên cái dấu chéo ở trên cùng á, ở bên góc phải, chúng ta lít đóng cái dấu đó. Thì quý vị các bạn thấy cái mô hình của chúng ta hiện thời nó được gọn gàng rồi. Bây giờ hai cái mặt phẳng làm việc mà chúng ta tạo ra ở trong phần bài trước đó để làm cái chuyện quan sát đó, bây giờ nó đã có, đã được khuất ở đây rồi. Trước khi mà chúng ta thực hiện cái bản vẽ chiếu cho từng cái chi tiết một và cho kể cả cái bộ van mà chúng ta lắp ở đây đó, thì quý vị các bạn làm gì? Chúng ta sẽ làm cái phân rã từ nó để chúng ta xem. Chúng ta click chuột phải, chọn Don ở đây. Đó. Bây giờ đó, chúng ta sẽ lưu cái bộ này lại. À, trước khi chúng ta làm những cái thao tác khác, chúng ta di chuột sang đây nè, chúng ta chọn Save. Đó, lưu lại. Chúng ta đánh Ctrl S ha, chúng ta bấm hai phím là cùng phím Ctrl và phím S từ bàn phím cũng được. Chúng ta lưu, chuyện này nó cũng rất là bình thường thôi. Đối với tất cả những cái phần mềm mà sử dụng trong Windows thì thường thường nó sử dụng cái lưu đó như vậy. Và trên cái hộp thoại Save này nè, chúng ta click OK hết. Chúng ta chọn. Chúng ta click OK hết. Tất cả những thay đổi của các chi tiết sẽ được thể hiện trên cái, được đều lưu giữ trên cái bộ này hết. Và bây giờ chúng ta tạo một cái bản vẽ phân rã. Đó. Quý vị các bạn thấy nè, chúng ta di chuột lên cái trình đơn file ở trên này nè, chúng ta lít chuột trái ở đó. Chúng ta chọn New. Đó. Ta lít vào New. Thì cái hộp thoại hiện ra này chúng ta thấy nè, đó. Trên cái trang thứ 3, chúng ta chọn cái trang thứ 3. Vậy thì chúng ta sẽ thấy ở dưới này nè, di chuột xuống dưới. Chúng ta thấy standard millimet, nhưng mà cái phần mở rộng nó là IBN, tức là Inventor Presentation, là cái phần trình bày, phần trình diễn của nó.
chúng tôi vẫn hay quen gọi, đó là bản vẽ phân rã từ cái mô hình lắp ghép của chúng ta. Vậy thì chúng ta chọn hệ metric và chúng ta chọn standard Millimeter Inventor và Inventor Presentation, cái bản trình diễn của ta lít. Ok. Quý vị các bạn thấy cái gì ở trên màn hình của chúng ta? Hoàn toàn là chúng ta không thấy gì hết. Tức là cái bản vẽ này cũng được tạo mới ra rồi. Giờ ta xem ở bên cái hai cái thanh công cụ mà chúng ta thường hay thao tác trên đó, đó là cái phần presentation panel này nè. Chúng ta thấy đầu tiên là create view. Trên cái create view đó, tức là chúng ta tạo ra một cái vùng nhìn, chúng ta có thể nói như vậy đó. Chúng ta làm một cái vùng nhìn, chúng ta tạo ra okay, chúng ta click vào create view. Thì trên create view này chúng ta thấy nè, cái hộp thoại gọi là select assembly, tức là chúng ta lựa chọn cái bộ lắp ghép đó. Chúng ta thấy cái file mà chúng ta đang mở là đúng cái đường dẫn này nè. Đó là cái mô hình với tiêu lưu, cái cơ cấu đó chính là C. Phần mở rộng của nó là Inventor Assembly. Còn nếu mà chúng ta muốn chọn mô hình khác á, thì chúng ta có thể click vào cái mũi tên chút xuống này nè, để xem coi nó cái danh sách trải ra nó có cái mô hình nào nữa không. Đó, đây chúng ta không có mở sẵn. Hoặc là chúng ta chọn gọi là Explore Directory, tức là chúng ta chọn, chúng ta click vào đó, chúng ta có thể chọn những cái mô hình khác. Đó. Thì bây giờ chúng ta mới thấy ở phía dưới này nè, chúng ta khoan đề cập tới cái mục option ở chỗ này, tức là các cái tùy chọn khác ở chỗ này. Mà chúng ta sẽ xem cái nguyên cái bóc cái hộp ở phía dưới này, chúng ta thấy explosion method, tức là cái cách thức mà chúng ta bung, cái cách thức mà chúng ta phân rã cái bộ lắp ghép này ra như thế nào. Thì bây giờ chúng ta có thể là chúng ta đã chọn cái cách đầu tiên là manual, là chúng ta sẽ tự mình thao tác lấy, tức là chúng ta tự di dời cái đối tượng của chúng ta đi ra khoảng cách như thế nào, đó là do chúng ta muốn thôi. Bây giờ chúng ta chọn cái cách thứ hai, tức là chúng ta chọn là automatic. Đó, cái khoảng cách này nè, bên cái khi chúng ta bấm vào cái automatic thì chúng ta thấy là cái phần distance này nè, cái ô chỗ này giúp cho chúng ta có thể chỉnh được cái kích thước đó. Chúng ta chọn distance ở đây. Đó, bây giờ các bạn thấy là bây giờ thí dụ như các cái chi tiết của tôi nó sẽ cách ra một cái khoảng cách là tôi nói là 30mm chẳng hạn. 30mm. Và chúng ta thấy là nó sẽ tạo ra các cái đường dẫn, nó gọi là cái create trail. Và chúng ta click OK để đóng cái hộp thoại đó, kết thúc cái lệnh mà chúng ta thấy. Vậy thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy gì ở đây? Nếu chúng ta di chuột lại gần, chúng ta zoom lại gần để chúng ta xem. Đó, chúng ta xem lại, đi lại gần để chúng ta xem ha. Quý vị các bạn thấy nè, các cái chi tiết này đã được phân rã ra so với những cái ràng buộc ban đầu của nó. Ví dụ là lúc chúng ta ràng buộc của nó là chúng ta nói là ví dụ như cái lông chỗ này nè, chúng ta ràng buộc bằng cách insert, chúng ta nói lấy cái đường ở phía dưới nè, cái đường tròn ở chỗ này nè, chúng ta lại cho nó ràng buộc vô mặt đây. Thì bây giờ cái khoảng cách đó là nó đã cắt ra là 30mm, giống như là chúng ta đã quyết định nó ở phần trên. Tất nhiên chúng ta có thể sửa được cái khoảng cách đó. Quý vị các bạn thấy là những cái chi tiết này nó phân rã hết, chúng ta cứ từ từ chúng ta xem, chúng ta thấy nè, rất là nhanh. Nhưng chuyện gì mà chúng ta thấy là được và không được là chuyện gì? Cụ thể nhất là trên cái đầu của nó này nè, chúng ta nhìn thấy chỗ cái tay quay, cái chi tiết ở đây nè, là cái dòng, mà là cái dòng chặn này để áp cái kim này xuống phía dưới. Thì chúng ta thấy là cái ràng buộc, những cái ràng buộc của nó và nhớ những cái khoảng cách mà chúng ta cho trong cái quá trình phân rã đối tượng của chúng ta thì hoàn toàn nó không đúng như ý chúng ta muốn. Hoàn toàn nó không đúng. Bây giờ đó, chúng ta thấy là cái chi tiết này nó đang cấn ở đây nè. Đó, quý vị các bạn thấy là điều này nó không thật, nó không đúng trong thực tế. Chúng ta di chuột lại gần, chúng ta xem. Đó, rõ ràng là điều này là không thể chấp nhận được. Cái mặt vật lý là không chấp nhận được hai cái chi tiết đó. Nó chồng lấn lên nhau như vậy là hoàn toàn không đúng. Bây giờ thì đơn giản thôi, tôi có thể là hiệu chỉnh lại cũng được, nhưng mà trong trường hợp này tôi sẽ lần lượt hướng dẫn quý vị các bạn, chúng ta từ chúng ta phân rã bằng tay, chúng ta tự thao tác lấy. Vậy thì ta lít chuột phải ở đây và chọn đồn. Giờ ta lít chuột phải ha, ở đây nè, chúng ta có thể là đó, chúng ta chỉnh nữa cũng được. Bây giờ chúng ta xem ha, ta đóng cái nguyên cái bản vẽ này lại,
ta đóng bỏ đó. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta trả lời là no, chúng ta không lưu. Thực ra thì đó chỉ là một cái góc nhìn, chúng ta mở một cái vùng nhìn, mở để nhìn một cái về cái bộ lắp ghép của chúng ta thôi. Bây giờ đó thì quý vị các bạn làm gì? Tức là bây giờ chúng ta sẽ tự phân rã cái đối tượng này. Ta lại tiếp tục như chuột lên phía trên. Thay vì hồi nãy chúng ta chọn cái trình đơn file ở đây nè, thì quý vị thấy là kế bên cái biểu tượng là new đó, tạo mới, ta click vào cái mũi tên chút xuống nè, ở bên tay phải ta click vào đó. Quý vị các bạn chọn cái cuối cùng là presentation, trình diễn đó, ta click vào đó. Vậy thì cái cách làm cũng là tương tự. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tạo là create view. Đó, chỗ này chúng ta chọn là create view. Ta click vào create view. Đó, bấm chuột trái vào đó. Thì cũng chính là cái bộ này, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta chọn là explosion method là manual. Tức là cái cách mà chúng ta phân rã đối tượng của chúng ta là chúng ta tự làm thao tác bằng tay. Và chúng ta đơn giản là chúng ta click OK. Đó. Như vậy thì toàn bộ cái bộ van mà chúng ta lắp ở trong cái gọi là cái phần C. Nhưng lúc này đó, cái phần C đó chính là gì? Là C, nhưng mà phần mở rộng đó là Inventor Presentation, tức là phần mở rộng là IBN. Bây giờ chúng ta thấy nè, ta xoay quan sát đối tượng của chúng ta ra. Chúng ta muốn phân rã cái gì? Quý vị các bạn xem, chúng ta cứ xoay để quan sát cái đối tượng của chúng ta ra, cho nó góc nào mà thuận lợi nhất trong cái quá trình mà chúng ta phân rã. Trình tự mà chúng ta phân rã cái bộ lắp ghép này của chúng ta đó, nó sẽ đi ngược lại với lại cái quá trình mà chúng ta lắp vô. Tức là chúng ta tháo nó ra mà. Chúng ta tháo nó ra, quý vị các bạn tháo nó ra khỏi các chi tiết chúng ta lắp vô kiểu nào.